对，喂，chào mọi người. À, và hiện tại như mọi người thấy là bây giờ Vin đang đứng tại một địa điểm rất là nổi tiếng ở Tây Ninh, đó là Hồ Dầu Tiếng, thì chắc hẳn mọi người cũng đang nghe tên này đúng không? À, và bây giờ là ekip của mình sẽ đang thực hiện một chương trình, đó là một chương trình về ẩm thực. Thì Vin nghĩ rằng chương trình này sẽ thu hút được rất là thu hút được sự quan tâm của rất là nhiều người, nên là mọi người hãy đón chờ xem chương trình của mình trong chương trình sắp tới nha. Hiệu cảnh đẹp đi. Ơi, bây giờ mọi người có thấy không? Ở phía bên xa đằng sau của Quyên đây là Hồ Dầu Tiếng. Một hồ rất là rộng và nổi tiếng ở phía Tây Ninh của chúng ta. Và phía sau kia, đây. Ở phía đằng xa kia, như các bạn đã thấy, ở phía đằng xa kia là núi Bà Đen. Thì địa điểm này thì tôi nghĩ rằng là mọi người đều có thể biết về núi Bà Đen rồi. Còn ở một nơi cảnh đẹp như thế này và những ẩm thực dân dã ở phía Tây Ninh mang đến thì sẽ thu hút tất cả mọi người. Thì Quyên mong rằng là mọi người sẽ đến đây một lần và có thể là đón chờ, đó là chương trình của mình, chương trình của Quyên sẽ giới thiệu đến cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về những đặc sản hay là cảnh đẹp của Tây Ninh. Mọi người đón chờ nha. Rồi, đây xin giới thiệu một số cảnh đẹp này. Sữa đó thì nó hút sữa đó. Đây là cây vú sữa. Thực ra đây là lần đầu tiên mới thấy cây vú sữa, mọi người mới chắc rồi. Đây giống như em như là động vật lạ vậy á, mới thấy lần đầu tiên, chắc còn mọi người biết rồi, còn em là em chưa có biết đâu. Hình như cái này có quả rồi, con thấy có quả nhỏ. Có rồi, có. Con rùa. Mẹ nó tin ba cái điện thoại còn phải giữ gọi lại mà giữ một tay khó cho phải dịnh một tay dịnh nấu tay dịnh con đi cứ đi lên ra sân quay ra đi con đi ủa điện thoại con bắt gì mà nhạc không nè ni đi ê nè ni nắm tay khắp thế gian coi. Đi. Ê. Đi con, đi quẹo đây. Hello. Bé cưng ở đi con. Đây nè, qua đây nè. Qua đây đi, bà xe nó quay đâu. Bên đây nè. Bé phải. Ừ, đi. Đi, con cứ đi. Đi, mọi người đang quay bên trong kia kìa. À, mọi người đang xuống dưới kìa này. Ừ, đi xuống dưới đi. Có đường xuống không? Kiếm đường xuống đi. Đi thẳng kia, đó tới bậc thang trước đó. Đây, mình đi xuống dưới. Mình đi xuống thì mình đi xuống dưới cái mép sông. Mọi người đang quay phim. Có bậc thang xuống dưới sát mép nước luôn. À, đợi mình hàng dẫn hay con? Hello mọi người. Hôm nay giới thiệu mọi người cảnh đẹp ở lòng hồ
dầu tiếng, một hồ nước là rất rộng lớn để chứa nước để phục vụ cho toàn tỉnh Tây Ninh. Từ từ để mang nắng nè, được không? Khu vực xuống đây là mặt thang đi xuống dưới, cái mép nước. Cẩn thận nghe con. Từ từ tìm đường nào đi xuống cho nó an toàn coi. Con tắt nhạc đi con. Nhanh tắt nhạc đi. Ừ tắt nhạc đi. Tắt đi, tắt đi. Đứng ra tắt đi rồi đi. Rồi chưa? Rồi đi. Đây là các bạn trẻ đang dựng liều để cắm trại đây. Rất thú vị. Đi đằng này nè con, đi qua đằng này nè. Đi qua đằng này. Nhanh. Cái đường này đi được nè, chú chui qua liều luôn để có chỗ đi ha. Khoan để mang dẫn chưa đây, các bạn đây đang cắm trại đây. Hả? Dạ ok đi, dạ được không? Không được, đi đi đường này nè, đi tắt này nè, chú qua đây đi. Đi qua, đi chú đây nè, được qua đây đi, con đi. Đây quá hấp dẫn quá, bạn đang nướng thịt nó hấp dẫn quá. Đi qua ba Sơn quay nè, đi qua đây. À, đi qua được mòn này nè, đi qua. Wow. Đông quá. Các bạn trẻ vừa câu cá nè. Ở nó con nắng lắm. Hú câu cá kìa. Ở nó là